Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật, shop Fedex sau địa số 12, ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Kho hàng Nhật Bùi Huy vừa rồi về một cái lô hàng trưng bày trong năm 2020. Và ở clip này, tôi sẽ hướng dẫn giới thiệu các bạn một mẫu hướng dẫn các bạn sử dụng một cái mẫu máy giặt cao cấp nhất của Panasonic tính đến thời điểm hiện tại. Đấy chính là mẫu Panasonic NAVX9900. Mẫu này hiện tại đang là một mẫu cao cấp nhất của Panasonic và nó cũng đang có giá cao nhất tại Nhật. Nghĩa là tại thị trường Nhật mà những cái ông nào mà đại gia nhất nước Nhật thì họ cũng chỉ đến dùng cái máy giặt như thế này thôi. Thế nên là nhà các bạn mà ai mà đang dùng mẫu máy giặt này thì chúng ta cũng tạm thời được xếp vào cái tầng lớp đại gia rồi đấy. Thì ở cái mẫu máy giặt cao cấp nhất của Panasonic này, nó có đặc điểm gì hay thì tôi sẽ giới thiệu qua các cái tính năng của nó và sau đấy tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Đây là một mẫu máy giặt cao cấp nhất và được sản xuất trong năm 2020. Nó bắt đầu được sản xuất từ cuối năm 2019 và sản xuất và bán hết năm 2020. Sang năm 2021 này nó sẽ ra mẫu mới. Và con này được hãng tích hợp một số công nghệ rất là đặc sắc mà chúng ta cảm thấy rất là thích. Đấy, thứ nhất là màn hình cảm ứng như smartphone kết nối điện thoại. Cái này thì ở những mẫu đời trước đã có rồi. Cái này kết nối điện thoại này nó sẽ rất có giá trị. Khi mà vô tình cái màn hình này của chúng ta bị liệt hoặc bị hỏng thì chúng ta có thể sử dụng qua smartphone để chúng ta điều khiển mà không cần phải thay bảng điện, không cần phải thay cái bảng cảm ứng này. Đấy. Cái thứ hai là nó là một cái mẫu giặt với cái số lượng cao nhất hàng Nhật tại thời điểm hiện tại, đấy chính là 11 cân của Panasonic. Toshiba thì có 12 cân rồi, nhưng mà Panasonic thì là đây là con cao nhất là 11 cân. Nó được trang bị hệ thống diệt khuẩn bằng Nano X. Các bạn biết là Panasonic dù tủ lạnh hay máy giặt hay điều hòa thì nó rất là chuyên sâu về cái công nghệ diệt khuẩn và khử mùi. Đấy chính là diệt khuẩn bằng nano. Nano là các phân tử ion ở dạng mịn, siêu nhỏ. Thế nhưng ở cái mẫu cao cấp nhất này thì hãng trang bị cho chúng ta công nghệ Nano X, có nghĩa là các phân tử nano nhỏ gấp 10 lần so với lại các phân tử nano từ cái đời trước và sấy bằng điều hòa. Đấy. Đây là model của máy là Panasonic NAVX9900R. R với N này là chỉ ký hiệu cho cửa mở trái và phải thôi, không gì là đặc biệt cả. Máy cũng được hãng tích hợp hệ thống cảm biến Ecolavi. Hệ thống cảm biến Ecolavi là một cái hệ thống cảm biến thông minh. Nó giúp cảm biến được lượng nước, lượng vải, chất liệu vải và nhiệt độ ở bùng sấy để giúp quá trình giặt cho ra cái chất lượng đồ giặt được tốt nhất. Các cái phím chức năng khi chúng ta nhìn thấy thì chỉ có phím bật, phím tắt, khởi động tạm dừng, kết nối smartphone và phím lùi, phím quay trở lại hay gọi phím back. Đấy. Thiết kế của máy thì trên này khác với các mẫu trước. Các mẫu trước thì là chúng ta sẽ cho nước giặt, nước xả ở vị trí này. Thì ở cái mẫu cao cấp nhất này của Panasonic, họ thiết kế ở trên này. Các bạn nhìn thấy nó sẽ có hai ô nước giặt, nước xả. Và đây cũng là hai ô nước giặt, nước xả. Nếu chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là người ta hướng dẫn tại hai cái ô nước giặt, nước xả này là chúng ta sẽ cho vào để máy lấy tự động. Chúng ta sẽ cho nước giặt, nước xả một lần thôi, cho đầy vào và máy sẽ lấy theo từng lần giặt. Đấy, còn hai ô này là thủ công. Đây chúng ta nhìn này. Đấy, hãng đã họ đã thiết kế ở đây rồi là cho thủ công, nghĩa là như cái máy đời trước lần nào giặt thì chúng ta cho vào lần đấy. Và đây là ô nước giặt và đây là ô nước xả. Còn đây là ô nước giặt và đây là ô nước xả. Đấy, cái này thì chúng ta phải cài đặt ở bảng điều khiển, tí tôi sẽ hướng dẫn. Tiếp theo đây là một khay rác sấy. Khay rác sấy này nó sẽ đựng bụi vải sấy. Khi chúng ta sấy thì bụi vải sẽ lên đây. Và chúng ta sẽ vệ sinh khoảng 2 lần sấy cho vệ sinh đi một lần. Hãy cố gắng vệ sinh định kỳ hàng lần. Tiếp theo đây là một cái bọt nước Livo để giúp chúng ta có thể cân bằng khi lắp đặt. Đó. Hiện tại giờ máy đang bọc của tôi không tiện tháo ra thì về cơ bản thì lồng nó cũng như các cái mẫu đời trước thôi. Có một cái khay rác nữa ở bên dưới này. Thì các bạn cũng nên lưu ý là ở cái khay rác này này thì các bạn khoảng 1 tuần hãy bỏ ra để vệ sinh một lần. Chúng ta mở ra, chúng ta vặn ra và bỏ ra vệ sinh đi xong lại đóng lại. Bây giờ đến cái quan trọng nhất đấy là sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Các phím chức năng thì vừa tôi đã nói rồi, tôi nói lại. Đây là phím bật, phím tắt, khởi động tạm dừng, kết nối điện thoại smartphone và lún phím quay lại hay là gọi là phím back. Để sử dụng các bạn bật máy lên. Chúng ta đợi khoảng tầm 3 giây. Giao diện của máy sẽ lên như thế này. Các bạn nhìn thì có thể phức tạp nhưng rất dễ sử dụng. Máy có 4 chương trình giặt. Đây là chương trình chỉ giặt, nghĩa là giặt xong chúng ta phơi lên và nó không sấy.
Đây là chương trình giặt sấy kết hợp, nghĩa là chúng ta giặt xong thì sấy khô chúng ta mặc luôn mà không cần phải phơi. Đây là chương trình chỉ sấy, nghĩa là chúng ta giặt tay không cho vào sấy. Đây là chương trình giặt khô, nghĩa là chúng ta để giặt những cái đồ mà để diệt nấm mốc, khử mùi hôi, chúng ta có thể để giặt giày, giặt áo khoác hoặc là giặt chăn để ở trong tủ lâu ngày, chúng ta sẽ sử dụng cái chương trình này. Đấy, đấy là những cái chương trình cơ bản. Và để sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy bật máy lên, chọn một trong bốn chương trình cần giặt, sau đó ấn khởi động là xong. Máy sẽ tự cân quần áo, đưa ra lượng nước và lượng xà phòng phù hợp so với lại và thời gian phù hợp so với lại cái lượng đồ mà chúng ta cho vào, mà chúng ta không phải chọn thủ công. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn thủ công, tí tôi sẽ hướng dẫn. Đó. Có một cái mà các bạn lưu ý, đấy là chương trình giặt nước nóng. Đây là chương trình giặt nước nóng, các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ để ở giặt chỉ giặt hoặc giặt sấy thì chúng ta sẽ thấy cột giặt nước nóng ở đây. Chúng ta đây. Chúng ta chỉ vào đây thì nó sẽ hiển thị lên các mức độ nước nóng mà cần giặt, thì chúng ta sẽ lựa chọn. Sau đấy chúng ta ấn xác nhận. Đấy, và chúng ta ấn xác nhận cái chương trình giặt phù hợp. Đấy. Là xong. Sau đấy chúng ta ấn khởi động. Đấy là giặt nước nóng. Đây là phím quay lại. Ngoài ra các bạn để mà lấy nước giặt, nước xả tự động thì các bạn cần cài đặt. Các bạn nhìn này, có biểu tượng này. Đấy, biểu tượng nước giặt, nước xả này, các bạn chỉ vào đây. Đây là nước giặt, đây là nước xả. Để cài đặt thì các bạn ấn vào đây. Nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta muốn lấy nước giặt bao nhiêu, thì mức nước giặt như thế nào. Hiện tại ở đây đang là chế độ đầu tiên là tắt. Tắt nghĩa là không dùng tự động. Ngoài ra đây là ba cái chế độ, là lấy nước xả ở nước giặt ở lượng ít, lấy nước giặt ở lượng trung bình, lấy nước giặt ở lượng cao. Chúng ta lựa chọn và chúng ta ấn xác nhận. Thường thường chúng ta cứ để ở chế độ là trung bình. Ấn xác nhận. Nó sẽ hỏi chúng ta là muốn lấy lượng khoảng bao nhiêu, 10 ml hay bao nhiêu ml, thì chúng ta sẽ xoay cái này, di chuyển cái này để lựa chọn ml phù hợp. Ấn xác nhận. Ok. Sau đấy là nước xả tương tự. Nó hỏi chúng ta là chúng ta muốn để ở cái mức nào. Hiện tại đang là tắt thì chúng ta sẽ chọn cái mức phù hợp để trung bình. Ấn xác nhận. Chọn lưu lượng. Ấn xác nhận. Xong. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xong cái chọn chọn đấy rồi. Chọn tự động rồi. Cái máy của Nhật này thì nó rất là cẩn thận. Nó cho có cả hướng dẫn cho chúng ta đây. Các bạn muốn đọc hướng dẫn các bạn chỉ vào góc này. Đấy. Chúng ta dùng phần mềm, chúng ta dịch ra, nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta là chúng ta dùng cái này để làm gì và như thế nào, nên chọn như thế nào là phù hợp. Thế là hướng dẫn đấy. Đấy. Xong rồi, như vậy là chúng ta đã chọn cái lấy tự động xong rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn các chương trình giặt cụ thể hơn. Vừa nãy là lúc đầu tôi chỉ hướng dẫn các bạn là chọn các chương trình giặt cơ bản thôi, nghĩa là 3-4 chương trình giặt cơ bản thôi. Ngoài ra thì các bạn biết rồi, cái máy giặt nó sẽ có các cái chương trình cụ thể hơn. Đấy, ví dụ như là chương trình giặt chăn, giặt ban đêm, giặt vải mềm. Đấy, giặt lượng ít, lượng nhiều ấy. Thế thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta để cái chương trình giặt thường hoặc giặt sấy. Chúng ta chọn ấn cái biểu tượng này. Đấy, biểu tượng thứ ba đấy. Thì nó sẽ hiển thị các cái chương trình giặt lên. Cái này thì tôi sẽ có bản dịch bằng tiếng Việt để gửi cho các bạn, các bạn sẽ dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần lưu ý cho tôi cái quan trọng nhất đấy chính là chế độ cuối cùng này, là chế độ tự vệ sinh lồng giặt. Ở cái máy giặt của Nhật này thì nó có chương trình tự vệ sinh lồng giặt. Thì cái này thì các bạn hãy vệ sinh định kỳ 1 tháng đến 2 tháng một lần. Các bạn mua nước tẩy da ven, các bạn đổ trực tiếp vào lồng cũng được. Sau hoặc là các bạn mua các bạn nước tẩy da ven quần áo hoặc là nước tẩy lồng chuyên dụng. Các bạn đổ trực tiếp vào lồng hoặc là đổ vào cái ngăn chứa xà phòng này. Sau đấy các bạn chọn chương trình cuối cùng này. Đấy, sau các bạn ấn khởi động là nó sẽ tự vệ sinh lồng giặt rất là sạch. Và cái này các bạn nên lưu ý là vệ sinh định kỳ. Đấy, ngoài ra các bạn muốn chọn thời gian giặt rũ vắt sấy theo ý mình mà không muốn để tự động, hoặc là các bạn muốn chọn chương trình vắt không thôi, nghĩa là giặt tay cho vắt ấy, thì các bạn hãy chọn vào chương trình thứ hai này, hình cái áo này. Đấy, đây là giặt rũ vắt, hiện tại bây giờ đang để là chữ này chữ tự động này. Các bạn muốn chọn thời gian các bạn chỉ vào nó. Đấy, các bạn có thể di chuyển thời gian theo ý mình. Nếu như các bạn mà muốn vắt không ấy thì các bạn hãy chọn giặt này về không, rũ này về không và vắt này chọn theo ý mình. Sau đấy các bạn ấn xác nhận. Các bạn ấn khởi động thì như vậy là máy sẽ chỉ chạy mỗi chương trình vắt không thôi. Đấy. Thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cơ bản là đã tất cả những cái chức năng của nó rồi. Đấy, các bạn sử dụng mà không hiểu có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại là 0966 937 999. Hoặc là các bạn muốn lấy bản dịch bằng tiếng Việt hãy gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0966 937 999.
Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật để nhận thêm nhiều clip hướng dẫn sử dụng hàng nội địa Nhật và giới thiệu sản phẩm của tôi. Các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại Kho Hàng Nhật, shop Fresh House số 12, ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và cái máy này thì hiện tại đã có khách ở Bắc Ninh mua rồi. Và bây giờ tôi còn sẽ giao máy cho khách. Đấy, các bạn cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.